Kỷ nguyên hải tặc, siêu phẩm Game One Piece sở hữu chiến trường lên server rực lửa. Tải game, nhận ngay quà tân thủ khủng. Trải nghiệm ngay tại kỷnguyênhảitặc.com. One Piece 1038 đả thương Kaido, hạ gục King, top 10 chiêu thức mạnh nhất Zoro đã sử dụng tại Wano. Phân tích One Piece. Yo, xin chào 500 anh em của băng hải tặc xăm soi đã quay trở lại với kênh của mình. Thật tuyệt vời khi lại được làm một video có chủ đề về anh đồ tả con cưng các bạn ạ. Như các bạn đã biết, nếu như Toto Land là arc dành cho Sanji, thì Wano chính là đất diễn dành riêng cho idol tóc tai Marimo. Là chương nói về các samurai, không lạ gì, một kiếm sĩ như Zoro lại có quá nhiều đất dụng võ, đánh bại hết đối thủ này đến địch thủ khác. Anh đang chứng minh bản thân tiến gần hơn với danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ được thừa hưởng bởi sư phụ mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua một số trận chiến nảy lửa của Zoro để xem anh đã làm được những gì ở Wano này. Đảm bảo chắc chắn một điều rằng khi các trận đấu được lên sóng anime, nó sẽ càng mãn nhãn hơn cả trong manga. Ok, ngay bây giờ mời anh em cùng với Sam Soi đến với top 10 chiêu thức làm nên thương hiệu của Zoro tại Wano. Let's go! Một, Shishi Son Son. Debut lần đầu ở Alabasta khi Zoro sử dụng bài ca sư tử hạ gục Mr. One. Từ đó, Shishi Son Son trở thành một trong những tuyệt kỹ nổi tiếng nhất mỗi khi người ta nhắc đến đầu tả con cưng. Tại Wano Quốc, anh đã ít nhất 2 lần tung chiêu thức này. Độ ngầu loi thì vẫn y nguyên như vậy. Trong chapter 997, trong lúc chơi trò đuổi bắt với cả thằng khứa Apu Kento, do thời gian có hạn, cần phải lấy lại lò thuốc giải để Chopper điều chế thuốc chữa trị cho những người trúng băng quỷ tại đó. Zoro vô cùng quyết đoán, thi triển bí thuật Itoryu Chichi Son Son, chém một nhát duy nhất hạ đẹp sơ tân tinh kiêm DJ Apu. Khoảnh khắc ấy được đánh giá thuộc vào những lần tung chiêu ấn tượng nhất của Zoro tại Wano này. Còn một lần khác, sư tử ca được vang lên khi chiến đấu với King Hỏa Hoạn. Đẳng cấp và sức mạnh vẫn y vậy. Chỉ có điều, đối thủ lần này của idol tảo khoai hơn rất nhiều. King thậm chí không thấm tháp là bao. Tất cả là nhờ năng lực phòng thủ từ ngọn lửa Lunarian của hắn. Điều này khiến Zoro phải bất ngờ vì lần đầu tiên, một trong những tuyệt kỹ của mình lại không có tác dụng với kẻ thù. 2. Nigiri Toru Salmon. Kỹ thuật này được anh sử dụng khi đụng độ Hawkins tại vùng Kuri. Sau khi tái ngộ Luffy vì bảo vệ cho Otama, bộ đội băng mũ rơm gặp một đối thủ tương đối nặng ký. Đó là sư tân tinh 320 củ, pháp sư đến từ biển Bắc. Cùng bị truy nã với con số ám ảnh 320 triệu. Thế nhưng, cuộc đời của Zoro và Hawkins gói gọn trong câu nói: người lên voi, kẻ xuống chó. Hắn đen như nào thì không cần phải nói nhiều anh em nhỉ. Năng lực của tên Shinichi cực kỳ quái âm. Với việc sử dụng thế thân rơm, liên tục những nhát chém của Zoro đều bị vô hiệu hóa, truyền lại sát thương cho những tên lính lắc của hắn. Ngược lại, Hawkins sử dụng quỷ thân rơm để gây khó dễ anh thanh niên đầu tảo, vừa phải chiến đấu, vừa chú ý bảo đảm an toàn cho cô bé Tama. Zoro không biết lần trúng kim châm bởi con rối này. Ở khoảnh khắc quyết định, anh sử dụng kiếm thuật lạ mắt dạng Nitoryu, Nigiri Toru Salmon, hướng hai thanh kiếm trên tay theo dạng song song và tung đường kiếm sắc lẹm chém quỷ rơm thành hai mảnh. Đồng thời, khiến Hawkins có một cái nhìn khác về đối thủ của mình. Chiêu thức này tuy không trực tiếp đánh bại một sư tân tinh, nhưng chính thức cắt đuôi một tên khó nhằn như hắn. Nói chung, tầm đó thì đầu tảo dư sức ao trình. Tên pháp sư cũng cảm thấy vậy nên mới không tiếp tục đuổi theo. Chứ nếu mà không thì chỉ có cái nịt để trở về. 3. Rengoku Onigiri. Từ sau time skip, Zoro tự mình nâng cấp bản thể luyện ngục quỷ trảm lên một tầm cao mới. Đây là một kỹ năng kết hợp cùng lúc 3 thanh kiếm tạo thành một đòn thế không thể tránh né. Anh thường chém nó theo đường thẳng với cách di chuyển nhanh đến nỗi không thấy dấu chân trên mặt đất. Khoảnh khắc người ta mãi nhớ về chiêu thức này là lúc Zoro giao chiến với Killer trong thân phận Kamazu ở vùng Ringo. Để bảo vệ cho cô gái trẻ Hiyori, đầu tảo sau một hồi trao đổi chiêu thức không mấy ăn thua đành phải sử dụng hàng nóng. Lúc đấy, thậm chí anh còn không có đủ 3 thanh bảo kiếm trong tay. Shusui thì đã bị tên thầy tu do con cá Onimaru biến thành trộm mất. Tuy vậy, sức mạnh của Rengoku Onigiri
vẫn đủ để có thể hạ gục Kamatsu trong chớp nhoáng. Đây là lần đầu tiên Zoro đánh bại một siêu thân tinh trong trận chiến solo. Sau này, khi gặp lại nhau trên đỉnh nóc lâu đài, đầu tả còn cai khiến thăm bố teo vì ngày ấy bị mình xiên táo. Mặc dù Killer khẳng định nếu lúc đó anh có hai thiên đao trừng phạt thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng mà Zoro phản biện ngay: tất cả vẫn sẽ như vậy thôi anh bạn à. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhé. Bốn, Enma Flash. Thanh niên may mắn nhất Wano không ai khác chính là Zoro. Tình cờ vớ được người yêu xì xò đá đành, đầu tảo còn ấm luôn báu vật gia truyền của nhà Kozuki, đó là Enma. Sau khi bị Onimaru lấy đi thanh Shusui, Hiyori an ủi chàng bằng cách trao đổi thanh kiếm địa ngục được truyền lại từ cha mình, Kozuki Oden. Với thanh đại bảo kiếm trong tay, Zoro có cơ hội tiếp xúc gần hơn khái niệm Ryu của Samurai Wano Quốc. Enma sở hữu khả năng dị thường hút cạn Haki người sử dụng. Qua đó, chỉ cần phò mã Kozuki thuần phục được nó, anh sẽ tăng tiến lên một đẳng cấp cao hơn. Có Enma trong tay, Zoro không ít lần múa mép quay cuồng khiến người xem phải trầm trồ. Chém nhẹ một nhát, đưa luồn vách núi, chém thêm phát nữa làm cho Sanji phải kinh hồn hại vía. Đi đến đâu, anh đều muốn thử sức mạnh mới này. Ấy thế mà mỗi lần Enma là y như rằng nơi đó thành cho bụi. Liệu rằng Zoro sẽ thực hiện lời hứa xin nhẹ thủ cấp của thằng bạn thân tóc vàng khi hai người gặp nhau ở cuối trận chiến? Và Sanji lại phải ám ảnh bởi thanh kiếm địa ngục đó chăng? Hay Enma sẽ gãy đôi với thân thể cứng cáp của anh ba? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé! 5. Hỏa hồ phái, hỏa chạm hỏa. Ở chapter 1001, sau khi thuyền trưởng Luffy tỏa sáng nã cú Red Rock vào đầu tứ hoàng bách thú, Zoro tiếp tục đà hưng phấn, rực sáng uy danh băng ngũ rơm. Thằng Captain ký đầu ông già thì người mạnh số 2 trong băng sao có thể chịu thua, phải làm vài đường quyền chứng tỏ chứ. Theo đó, lúc Big Mom điều khiển Prometheus phun lửa tứ tung làm cho năm sao tân tinh bối rối, chính đầu tảo con cưng ra tay giải quyết tình hình bằng chiêu thức Zoro kiếm pháp hỏa chạm hỏa. Đòn tấn công không gây tổn thương thể xác quá lớn nhưng mang tới một nỗi sợ tinh thần cho tiểu mặt trời. Tội nó, hết người này đến người khác cứ ra tay hành hung. Đố bắt được em, đố anh bắt được em, không bắt được làm gió. Vâng, thanh niên sao chép y thinh kiếm thuật gia truyền của Kinemon vào lấy lập của riêng. Tuy là lần đầu thi triển, Homurasaki lại trở nên vô cùng uy dũng, chém con homie của Mama ra làm hai trước sự ngỡ ngàng của Kulu. Luffy nhận ra đó là kỹ thuật đặc trưng của hỏa hồ ly. Rõ ràng, Zoro quan sát và học lén lúc nào không hay. Xong xuôi mọi chuyện, anh lại vơ lấy vơ để. Từ đây, nó sẽ là Zoro kiếm pháp, nói không ngượng mồm tí nào luôn. Đấy, sắc sược thật sự, chưa xin phép chủ sở hữu mà đã copy dán rồi. Nhờ có hỏa chạm hỏa, anh đã nhiều lần counter con Prometheus khiến nó phế hơn cả chữ phế. 6. Chặn đòn Hakai. Đứng trước hai tứ hoàng chưa bao giờ là dễ chịu. Ấy thế mà đã có lúc một mình Zoro chiếm hết spotlight. Ở chapter 1009, sau hàng loạt những pha tỏa sáng đỉnh cao khiến cho Big Mom và Kaido ngứa mắt, để trừng trị bọn nhóc danh, hai Yonko đã kết hợp với nhau tung ra một chiêu cực mạnh mang tên Hakai Đế Hoàng Đại Dương. Nhìn thấy hai ông bà già lấy đà thôi, các sư đơn tình sợ muốn tay ra quần cả rồi. Nói không ngoa, nếu như ăn trọn đòn kết hợp này thì chỉ có về chờ ông bà sớm. Nhưng mà không, trong lúc cấp bách xuất hiện con cưng của Aquano, ai mà ngờ được một mình anh lại ngăn chặn hầu hết sát thương từ chiêu Haki của bộ đội tứ hoàng. Chắc chắn một điều, dù trước đó Zoro có rực sáng ra sao, thực tế mình anh đứng tấn dùng ba thanh kiếm đối lấy chiêu thức này quả là ngoài sức tưởng tượng. Tất nhiên sau đó thì phó mã Kozuki cũng chỉ còn dưới 40% pin, suýt nữa thì ngỏm cơ mẹ nấu luôn. Một người sĩ diện như Kid nói lời cảm ơn với Zoro thì có thể thấy là cú chắc chắn vừa rồi nó đỉnh như thế nào. Từ thời điểm này chúng ta mới thấy rõ sự trâu bò của đầu tảo là như thế nào. Thì ra bấy lâu nay anh chỉ giấu nghề, chờ đến đúng ác dành cho mình mới tung hết con bài tẩy ra. 7. Asura. Tiếp đến, ở trước 1010, nơi Zoro thực hiện chiêu thức được xem là mạnh nhất cho bộ kiếm pháp của anh, quỷ thần Asura, thành công tách Big Mom ra khỏi trận chiến. Nóc lâu đài chỉ còn lại 3 người là Luffy, Law và Zoro. Trong khi đó, thuyền trưởng mũ rơm vừa bị Kaido vả cú Ragnaroku sắp mặt, anh luật thì hụt hơi và đầu tảo cũng không còn bao nhiêu mana. Với lượng Haki ít ỏi còn lại,
Zoro tung ra chiêu cuối Ashura, ba đầu sáu tay. Sát khí mà nó tạo ra khiến Tứ Hoàng Bách Thú nhận định đó chính là Hai Kỳ Bá Vương. Đòn tấn công trúng trực diện vào người ông già Hai Sừng, gây nên một vết sẹo lớn khiến ông ta kêu lên trong đau đớn. Sau cùng, Kaido đã dành ra một lời khen cho Thánh Lạc Đường của băng Ngũ Rơm. Thật tiếc khi chiến đấu với các người, nếu chúng ta cùng một phe, chúng ta đã có thể thâu tóm thế giới này. Một sự công nhận cho nỗ lực tuyệt vời của anh đầu tảo. Cho đến nay, Ashura bọc Hai Kỳ Bá Vương vẫn là đòn tấn công mạnh nhất và ấn tượng nhất của thanh niên sử dụng ba kiếm. 8. Điểu Vũ. Đây là lần đầu tiên Zoro có thể đả thương được King trong trận chiến giữa hai người. Phải mất khá thời gian để anh tìm ra điểm yếu chủng tộc bí ẩn của hắn. Theo đó, Lunarian sở hữu một ngọn lửa kỳ lạ sau lưng. Khi nào nó vẫn còn cháy, năng lực phòng thủ của King là bất khả xâm phạm. Bù lại, nó sẽ cản trở tốc độ di chuyển khiến tại Okaban trở nên chậm chạp hơn. Vì vậy, để có thể kết liễu được anh đầu tảo, King bắt buộc phải tạm thời tắt ngọn lửa ấy đi. Đó cũng là thời cơ tốt nhất cho Zoro phản công. Sau khi có trong tay ba thanh kiếm đều được buff Haki khói nghi ngút, Format Kozuki thực hiện một kỹ thuật mới mang tên Điểu Vũ. Đòn Itoryu cắt chính diện cơ thể của King, chém xịt máu theo phương thẳng đứng. Còn Zoro cuộn người một vòng để tạo cơ chế phát triển lực. Điểu Vũ khơi mào cho chiến thắng của kiếm sĩ băng Ngũ Rơm. Bắt đầu từ thời điểm này, anh đầu tảo cho thấy bản thân sáng cửa, có cơ hội để hạ gục Ogaban mạnh nhất dưới trướng một tứ hoàng. 9. Địa ngục Phi Long. Xuất hiện chớp nhoáng cuối chương 1035, Địa ngục Phi Long đánh dấu sự chấm hết phần trình diễn của King Hỏa Hoạn tại đảo Onigashima. Sau khi bị Điểu Vũ đả thương, King bắt đầu nổi nóng, hắn liên tục tung ra Vương Vệ Hỏa Long về phía đối thủ. Một con rồng lửa khổng lồ quét sạch mọi thứ trên đường đi. Đáp trả lại, Zoro thi triển tuyệt kỹ chuyên dùng để chém rồng của mình. Chiêu thức có một cái tên rất hào nhoáng: Tam Long Phái, Bách Tam Quan, Địa ngục Phi Long. Nhát chém giết cho con rồng lửa với sức nóng đến từ địa ngục. Đòn tấn công xuyên qua hỏa long của King đi thẳng vào người hắn. Và đầu chương 1036 sau đó, chúng ta nhìn thấy cơ thể của Tên Okaban đổ máu trầm trọng. Đặc biệt, kiếm đã gãy, cộng thêm một bên cánh bị đứt lìa. Zoro tuyên bố chiến thắng. Anh nói rằng bản thân sẽ trở thành vua địa ngục sau chiêu thức Trảm Long Bí Truyền này. Như vậy, Zoro đang thực hiện rất tốt giai thoại lừng lẫy về dòng tộc Shimotsuki của mình. Còn nhớ Samurai Ryuma từng được biết đến với việc chém chết một con rồng khổng lồ để bảo vệ lãnh thổ Wano. 10. Haki Bá Vương. Ở vị trí cuối cùng, chúng ta được chứng kiến sức mạnh hoàn toàn mới của Zoro, Haki Bá Vương. Thực tế, nó lần đầu được nhắc đến trong trận chiến với Kaido vào lúc anh thi triển Ashura. Tuy nhiên, đầu tảo một mực tỏ vẻ ngây thơ, không biết ông già đang nói cái gì. Mọi chuyện mới chính thức xác nhận khi Zoro tự mình bộc phát Haki Bá Vương đánh bại lũ lâu la trước mặt King. Tên Okaban khẳng định đấy chính là bá khí. Khi đã làm chủ Haki của mình, sức mạnh của đầu tảo lúc này như được buff lên một tầm cao mới. Chưa rõ anh có sử dụng được Haki cấp cao giống như Luffy hay không, ấy thế mà khi vận nội tại, xung quanh ba thanh kiếm tỏa ra làn khói nghi ngút giống hệt Haki Bá Vương đối chiến. Tuy vậy, Zoro vẫn chưa thực sự thuần thục toàn bộ sức mạnh mới của mình. Vẫn còn một cột mốc anh cần phải chạm tới, đó chính là biến Enma thành hắc kiếm. Có lẽ khi và chỉ khi đạt được Ryo và Haki Bá Vương cấp cao, anh mới đủ tầm thách đấu sư phụ là đệ nhất kiếm sĩ Dracula Mihawk. Dù sao, với tất cả những gì đã thể hiện ở phần Wano, danh xưng vua địa ngục, vị vua thứ hai trong băng Ngũ Rơm là hoàn toàn hợp lý. Số tiền truy nã của đồ tảo con cưng sẽ tăng tiến chóng mặt khi arc này kết thúc. Ok, trên đây là video top 10 chiêu thức làm nên tên tuổi của Zoro ở Wano. Anh em muốn mình làm về chủ đề tiếp theo, hãy comment ở bên dưới nhé. Và như thường lệ, sau đây là ba bạn may mắn được lên sóng trên kênh Xăm Soi. Đầu tiên là comment của bạn Hiền Bùi: 9 giờ ngày nào cũng chờ anh Xăm Soi ra clip mới. Chỉ có fan cứng mới nhớ được lịch đăng video này thôi, tìm nhá. Và comment tiếp theo là của bạn anh A Hà: thích mang Xăm Soi vì có việc sắp trong video, có thể xem lén trong giờ học mà không cần nghe. Thế trong lúc xem có ăn vô bim bim đấy không bạn trẻ ơi? Và cuối cùng là comment của bạn Vũ Quang: thuyền trưởng Xăm Soi đẹp trai cho em hỏi ạ, nếu lo nối được cánh tay thì liệu cánh tay của Kiku còn nối lại được không ạ? Không bạn ạ, lúc ở Dressrosa lo nối tay được
là nhờ năng lực trá quỷ của công chúa tí hon Macheri thôi. Tầm này Kiku cụt là còn may đấy. Đừng quên bình luận thật bựa để có cơ hội lên sóng trong số tiếp theo. Hãy ấn nhẹ nút like, đăng ký kênh để giúp Băng Xăm Soi cán mốc 500.000 sub nào anh em ơi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo vào ngày mai. Bye bye. Nóng nóng nóng, Băng Hải Tặc Xăm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Xăm Soi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng Xăm Soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.